Xin kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh tin tức mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức mới nhất về cầu thủ Công Phượng. Dự bị quá lâu, Công Phượng nhiều chí chia tay Sin Sweden. Công Phượng vẫn chắc suất ở tuyển Việt Nam, nhưng tại Sea mọi chuyện lại không dễ dàng, khiến nhiều người lo là CP15 nhụt trí và sớm rời bỉ khi mà hợp đồng chưa giáo mực. Dù có 5 trên 6 lượt trận Công Phượng được điền tên và danh sách thi đấu của câu lạc bộ Sea tại giải vô địch quốc gia Bỉ, nhưng chủ yếu ở cảnh ngồi ngoài nhìn đồng đội chơi bóng. Sau 6 vòng đấu, Công Phượng mới chỉ được câu lạc bộ này tung vào sân chừng gần nửa hiệp đấu trong trận thua đậm 0-6 tại lượt trận thứ 2, khoảng thời gian quá ngắn ngủi đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu nhìn vào một cách cởi mở, thực tế rõ ràng hơn, việc công phượng được chơi dù chỉ hơn 20 phút thôi cũng là một kỳ tích dành cho chân sút đến từ Việt Nam. Bởi rõ ràng giải vô địch quốc gia Bỉ không hề dễ dàng với một cầu thủ đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới. Và nói không quá, việc được tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao, được sống trong môi trường chuyên nghiệp như lúc này của Công Phượng, rõ ràng là khá đủ nếu như tiền đạo từ Việt Nam có tinh thần cầu tiến. Bởi rất đơn giản, trong một điều kiện tốt như thế, chỉ cần công phượng cầu tiến, chắc chắn gặt hái được nhiều điều cho tương lai sự nghiệp của mình. Sau 6 vòng đấu và chỉ chơi vòn vẹn 20 phút, khiến người hâm mộ phải lo cho chuyến đi thứ ba của tiền đạo từ Việt Nam. Thậm chí không ít người nghĩ công phượng sớm rời châu Âu để trở về với V-League. Lo lắng ấy là có cơ sở khi công phượng đang đối mặt với những khó khăn khá tương đồng. Nếu như muốn nói hơn hẳn, giống như hai chuyến đi trước đây sang k hay J-League khi chưa thể thích nghi được với lối chơi chung của toàn đội. Tuy nhiên, với công phượng có vẻ như lại khác khi chỉ trong lần phỏng vấn mới đây nhất, tiền đạo đến từ Việt Nam đã khẳng định đang có những ngày tháng thoải mái tại Bỉ, đồng thời nhìn nhận mình cần làm gì để chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện đội nhà. Những gì mà Công Phượng trải lòng rõ ràng là thực tế. Bởi cần phải biết rằng để có chỗ đứng trong đội bóng đang chơi ở giải đấu có trình độ bậc khá tại châu Âu không hề dễ dàng với phần lớn các cầu thủ châu Á, chứ không riêng gì CP15. Lời khẳng định của Công Phượng trước ngày lên đường và việc có tên trong danh sách thi đấu đến lúc này được coi như là thành công. Cần phải biết rằng thời gian thi đấu cho Inter United, số lần ra sân của Công Phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì việc ngồi dự bị tại St. cũng là bình thường mà thôi. Vậy nên chỉ hy vọng những khó khăn hiện tại sẽ không làm công phượng chùn bước hay nản lòng để tiếp tục giữ niềm tin tỏa sáng ở trời Âu trong thời gian tới. Một thông tin khác, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng so với mặt bằng đỉnh cao, công phượng có thể chưa đáp ứng được yêu cầu chiến thuật, nhưng ở mặt bằng Đông Nam Á thì không thể chê ngôi sao này. Hôm qua, huấn luyện viên SCVV Omar bất ngờ lên tiếng chê công phượng yếu về mặt chiến thuật. Công Phượng là chàng trai đáng mến, cậu ấy nhanh nhẹn có tốc độ, luôn thi đấu trực diện, nhưng thực tế mà nói cậu ấy quá yếu về chiến thuật. Có lẽ cậu ấy chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Câu Phượng cũng cần khôn ngoan hơn biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ. Nhận xét về chia sẻ của ông Mark Rice, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nói rằng Ở đây chúng ta cần suy nghĩ theo hai hướng. Có thể là Công Phượng chưa kịp thích nghi với chiến thuật ở STVV nên bị nhận xét như vậy, chứ không có nghĩa cậu ấy thực sự yếu về mặt chiến thuật. Hãy nhớ khi đá trên cấp độ đội tuyển của huấn luyện viên Paul Hauser, Công Phượng vẫn luôn chơi tốt đó thôi. Hướng thứ hai có thể là Công Phượng yếu về mặt chiến thuật, nhưng đấy là so với mặt bằng đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp châu Âu. Nên nhớ SCVV là câu lạc bộ chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Còn ở mặt bằng Đông Nam Á hoặc Việt Nam, khó lòng chê Công Phượng yếu về mặt chiến thuật. Khi được hỏi mặt bằng chung về mặt chiến thuật của cầu thủ Việt Nam thế nào, ông Nguyễn Thành Vinh nói tiếp. Thật lòng mà nói, nếu so sánh với đẳng cấp cao của châu Âu, gần như không cầu thủ Việt Nam nào đáp ứng về mặt chiến thuật. Chúng ta vẫn chơi dựa nhiều vào sức mạnh, tỷ đè, chỉ ít khi phối hợp tốt, chạy chỗ tốt. Nếu là một cầu thủ xuất sắc về mặt chiến thuật thì có Lê Tấn Tài. Cậu ấy đá tuyến giữa rất hay, chạy chỗ, truyền bóng đều rất tốt. Ngay cả câu lạc bộ nhiều ngôi sao như Hà Nội FC cũng không có cầu thủ nào chơi tuyến giữa tốt được như Tấn Tài. Khi được hỏi Khả năng đào tạo chiến thuật của lò Hoàng Anh Gia Lai, nơi đào tạo công phượng ra sao, ông Vinh nhận xét, không chỉ riêng lò phố núi, đa phần các lò đào tạo trẻ ở Việt Nam đều chưa làm tốt khâu chiến thuật. Thực sự các lò đào tạo ở Việt Nam ở mức nâng cao cho cầu thủ trẻ mà thôi, nâng cao ở đây tôi nói là kỹ năng chơi bóng, tức là kỹ thuật, còn vấn đề tư duy chơi bóng như là phối hợp chạy chỗ thực sự làm chưa tốt, chưa thể đào tạo ra cầu thủ đáp ứng mặt bằng cao của bóng đá thế giới kết luận lại vấn đề chiến thuật của cầu thủ Việt Nam, ông Vinh ca ngợi Quang Hải và Văn Hậu. Các cầu thủ Việt Nam bây giờ xuất ngoại mà muốn thể hiện được mình ở các sân chơi đẳng cấp thế giới thì khó lắm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Như Công Phượng đi Nhật, đi Hàn, rồi giờ đi Bỉ đều chưa ổn. Xuân Trường đi Hàn rồi Thái Lan cũng phải trở về. Nếu có ai tôi đặt niềm tin vào Quang Hải, Văn Hậu. Đây là hai cầu thủ có khả năng chiến thuật để chơi bóng ở trình độ cao. Quang Hải đá tiền vệ chạy chỗ, phân phối bóng, dứt điểm qua người rất hợp lý. Có văn hậu lên công về thủ khá đơn giản nhưng cũng rất hợp lý, rất tốt. Trở lại với trường hợp công phượng, trước đấy khi đá cho Incheon United, ngôi sao này cũng bị chê yếu kém về mặt chiến thuật, không hòa nhập được với lối chơi chung của toàn đội. Đá 20 phút 5 trận, công phượng có xứng đáng lên tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, Bầu Đức từng nói rằng, cô Phượng sang bỉ dự 12 trận liên tục cũng được, bù lại là được tập luyện tốt trong môi trường chuyên nghiệp. Chẳng cầu thủ nào muốn dự bị và Phượng cũng vậy, và anh đang chịu áp lực nhiều vì quan điểm dự bị mà vẫn lên tuyển sao. Xin truy điên gặp Jutta Wagem ở vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ, kết thúc vào dạng sáng ngày 25 tháng 8 giờ Việt Nam. cầu Phượng có tên trong danh sách dự bị nhưng không được ra sân thi đấu. Theo thống kê của trang web chuyên về phân tích số liệu bóng đá, Instacow, Câu Phượng chỉ chơi vọn vẹn 20 phút sau năm vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Bỉ. Trong đó anh có 4 lần được đăng ký trong danh sách dự bị. Từ đây có một lần được vào sân ở phút 70 trong trận Sintriden thua đội đầu bảng Brugge 06. Chẳng dễ dàng gì cho cầu thủ Việt Nam thích nghi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Trước đó là giải vô địch Hàn Quốc và hạng nhì Nhật Bản. Tất nhiên Bầu Đức cũng nhìn trước được vấn đề, ông từng quả quyết. Tôi cứ để Phượng đi nước ngoài, thứ nhất cho nó nhận lương một tháng ở Bỉ bằng một năm ở Việt Nam, Quá tốt. Thứ hai, Công Phượng được tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp, có dự bị 12 trận liên tục cũng không sao. Chưa cầu thủ Việt Nam nào thành công ở nước ngoài, nhưng mà cứ phải ra nước ngoài chơi bóng, phải làm thì mới có kết quả chứ. Đó là quan điểm đến từ ông chủ của Công Phượng. Anh thực hiện với tinh thần chấp hành và tự trang bị tâm lý tự tin, muốn khẳng định bản thân. Tôi chấp nhận mọi sức ép tập luyện để thuyết phục huấn luyện viên và tìm cơ hội thi đấu là nhiệm vụ của mỗi cầu thủ." Công Phượng đã nói như vậy trước ngày sang Bỉ. Phượng không có đất diễn ở châu Âu nhưng với đội tuyển Việt Nam, anh vẫn được huấn luyện viên Park trao niềm tin. Văn Đức chấn thương, Văn Quyết không được triệu tập, Phượng có cửa lấy suất đá chính trong trận gặp Thái Lan vào ngày 5 tháng 9. Kinh cấp 2019 là giải đấu công Phượng chơi ổn, dù trước đó anh chạy chật với mấy tháng trời ở K-League phải chia tay Incheon. Nếu không được đá nhiều ở câu lạc bộ, sao không đặt giả thuyết theo chiều hướng tích cực, phong tỏa sáng trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup? Rồi thuyết phục huấn luyện viên Maguire của Sin Trident về chuyên môn. Bóng đá chuyên nghiệp như là dòng nước ngược, mỗi cầu thủ có con thuyền riêng, không tiến ắt phải lùi. Công Phượng rất cần tiết thu năng lượng tốt để cánh buồm căng gió, buộc phải đè con sóng chỉ trích chê bài, hòng giữ vững lộ trình. Anh có chơi bóng cả 5 đến 10 năm nữa cơ mà. Công Phượng nói gì khi cổ động viên làm loạn fanpage câu lạc bộ Sin Trident Trên trang cá nhân của mình, tiền đạo Công Phượng đã lên tiếng kêu gọi của cổ động viên Việt Nam hạn chế bình luận và chỉ trích câu lạc bộ Sin Chaden. Quý vị và các bạn thân mến, tại vòng năm giải vô địch quốc gia Bỉ Jupiter Pro League 2019-2020, câu lạc bộ Sin Chaden đã tiếp đón Just Wergem trên sân nhà. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được vào sân dù có tên trong danh sách thi đấu. Một lần nữa, các cổ động viên Việt Nam lại làm loạn trang Facebook của Sin Chaden với những lời bình luận không hay. Rất nhiều tài khoản để lại ý kiến chỉ trích huấn luyện viên Mark Brice và câu lạc bộ STVV. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Trước đó, mỗi khi công phượng không được vào sân hoặc thậm chí đăng ký danh sách thi đấu, thì họ lại đăng đàn mắng chửi, thậm chí có những lời lẽ rất thô tục và thiếu văn hóa. Điều đó đã gây ảnh hưởng xấu tới cá nhân của công phượng cũng như những người Việt Nam. Mới đây trên trang cá nhân của mình, tiền đạo xứ nghệ đã phải lên tiếng kêu gọi các cổ động viên hạn chế bình luận và chỉ trích câu lạc bộ Saint -Denis. Công Phượng viết: chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Phượng. Mặc dù Phượng thi đấu ở tận bỉ, nhưng mọi người vẫn cập nhật từng tin tức của Phượng. Nhưng có một chuyện mọi người cần hạn chế bình luận trên Facebook STVV nhé ạ. À. Nếu muốn đóng góp, mọi người có thể lên trang này của Phượng. Phượng mong mọi người cổ vũ và quan tâm đến toàn đội STVV. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lời kêu gọi của Công Phượng đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ những cổ động viên. Sau vài ngày đăng tải, đã có hơn 38.000 lượt thích, hơn 4.000 bình luận và 700 lượt chia sẻ. Kể từ khi Công Phượng sang thi đấu ở câu lạc bộ St. Trudens, sức hút của đội bóng này đã tăng chóng mặt. Số lượng theo dõi trên trang fanpage của câu lạc bộ St. Trudens đã tăng gấp 3 so với trước khi Công Phượng xuất hiện. Thậm chí STVV còn lọt top 4 fanpage có lượt theo dõi tăng nhanh nhất ở Bỉ trong tháng 7. Còn với tiền đạo xứ nghệ sinh năm 1995, Dấu ấn lớn nhất của anh trong màu áo đội bóng bỉ đến hiện tại chỉ là một pha kiến tạo thành bàn trong một trận đấu tập. Bởi vậy công phượng cần một sự tập trung nhất để luyện tập thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.